Lễ trang nghiêm tri ân và báo ơn như thế này, chúng con rất là biết ơn. Chúng con nguyện đem tất cả những công đức lành từ nhiều đời nhiều kiếp chia năng lượng và gửi năng lượng đến cho toàn thể ngày hôm nay các đấng sinh thành kính yêu của chúng con, cũng như là các gia đình Phật tử, gia đình tịnh độ luôn được một năm mới luôn được an lành hạnh phúc, để trên con đường giải thoát an vui và một tuổi đạo thì luôn được tịnh tịnh tiến tu giác ngộ quy pháp một tịnh độ quy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, để chúng ta trở về thế giới Tây phương viên thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Ta thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a sa đa sa đa sa 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 nam mô a di đà và lô thiên tế tước ba sa sa bồ đề tát và ba sa ma ha thông và ba sa ma ha ca lô ni ca da an ta và sa pha dễ số la ta đa sa nam mô tơ kê lệ đạo y mong a di đà và lô chư Phật tất cả chúng.
chúng con xin chi tâm sáng hối. Chúng con xưa nỡ tạo bao việc ác đều vì ba đầu tham sân si từ thân miệng nghĩ phát sinh ra. Ngày hôm nay đối trước Đức Phật A Di Đà cùng với phương chư Phật tất cả chúng con xin chi tâm sáng hối. Nam mô cầu sáng hối Bồ Tát. Nam mô cầu sáng hối Bồ Tát. Nam mô cầu sáng hối Bồ Tát. Tất cả các sinh dị, thần linh, anh linh, ngày hôm nay có đầy đủ phước đức nhân duyên nơi đây, đặc biệt tất cả những chúng sinh hữu lẫn vô hình. Và con xin được tha thứ, con xin được tha thiết, hoan hỷ cùng với cả các sinh dị hương linh ngày hôm nay cũng được về đây tham dự để cùng với chúng con luôn được tinh tấn trên con đường giải thoát, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, sớm rỉa khổ được vui. Ngày hôm nay trong đại lễ trang nghiêm này, con chỉ mong tất cả chúng ta chỉ có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp Ly Dục Tôn, quy y Tăng Chủng Trung Tôn, quy y Phật Không Đoạn Địa Ngục, quy y Pháp Không Đoạn Ngã Quỷ, quy y Tăng Không Đoạn Bảng Sanh. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, niệm thánh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Chỉ cần từng một niệm đến mười niệm, nhất tâm bất loạn thì nhất định sẽ được thành Phật. Và vậy con mong tất cả chúng ta một đời này luôn được tha thiết tinh tấn để hướng về thế giới của Đức Phật A Di Đà, quy y Pháp Môn Tịnh Độ, đồng nguyện vãng sinh, đồng sinh Tây Phương Viên Thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ân lặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát Bồ Đề Tâm, hết một báo thân này độc sanh cõi Cực Lạc, làm mời Tây Phương Cực Lạc thế giới đại tử đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng tạng sanh Cực Lạc, đồng diện kiến Di Đà, đồng độ pháp vô sanh, đồng trò thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Ở đây chú gì happy ở đây chú gì happy birthday happy birthday happy birthday chú gì. Tại vì sao lại có con? Tại vì sao lại có con? Tại vì má tại vì má